Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Điền Quân thực hiện. Ngay sau đây là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ công bố diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long 2013. Hiệp hội du lịch Việt Nam ra mắt diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam. Trao đổi với Chủ tịch Microsoft châu Á Thái Bình Dương, ông Cesar Senuda nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại Việt Nam. Chuyên mục Góc luật sư đề cập đến các quy định mới trong luật giao dịch thương mại điện tử. Thưa quý vị, tuần qua, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chính thức công bố các nội dung chính của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long – Vĩnh Long, gọi tắt là MDES Vĩnh Long 2013. Đây là sự kiện được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hàng năm nhằm tăng cường tính liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, giữa Đồng bằng Sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và tập hợp các sáng kiến, cơ chế, chính sách để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Diễn đàn MDES Vĩnh Long năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến nền kinh tế xanh, một hướng phát triển kinh tế rất tiềm năng và có thể mang lại sự phát triển bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. MDES Vĩnh Long 2013 bao gồm các hoạt động chính như sau: Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Diễn đàn doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Hội thảo liên kết quy hoạch phát triển các đô thị bền vững về môi trường, Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình nông nghiệp sản xuất xanh, sạch. Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị Ban chỉ đạo MDES Vĩnh Long 2013. Tính vấn đề là làm thế nào để đảm bảo được cái chất lượng lúa là hàng hóa, cũng như cái chương trình mà chúng tôi cái hội thảo là vấn đề cái giải quyết vấn đề con cá ba sa của Đồng bằng sông Cửu Long mà hiện nay đang gặp khó, thì vừa là giải quyết vấn đề nuôi mà cũng là đồng thời giải quyết là cái chế biến, cũng là cái giải quyết đầu ra, làm như thế nào để cho cái giải quyết cho nó tốt. Thông qua các buổi hội thảo và hội chợ trưng bày các sản phẩm thế mạnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện MDES 2013 dự kiến sẽ thu hút nhiều đối tượng tham gia cũng như sẽ mở ra một hướng phát triển mới cho khu vực này. Theo thông tin tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ với đại diện của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và đại diện của Ngân hàng Thế giới tại thành phố Cần Thơ, tương lai thị trường lúa gạo trên thế giới sẽ có nhiều biến động, Việt Nam sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh, nhất là khi Myanmar và Campuchia đang có những chiến lược thâm nhập vào thị trường này. Do đó, việc xây dựng ngành lúa gạo Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng theo hướng linh hoạt để ứng phó với những bất ổn của thị trường qua từng giai đoạn là rất cần thiết. Theo hướng phát triển mới này, nhiệm vụ đề ra cho vùng là phải tái cơ cấu ngành, tập trung quy hoạch liên kết vùng, cụ thể là tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và người nông dân, nhân rộng hiệu quả của mô hình cánh đồng mẫu lớn, giúp nông dân ký được hợp đồng giao khoán lớn. Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ, sau khi tìm hiểu thực tế, Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ về kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và khoa học kỹ thuật cho đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các nhiệm vụ này. Vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức ra mắt diễn đàn doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước, gọi tắt là VTF. Hoạt động từ tháng 10 năm 2009 đến nay, VTF đã trở thành cầu nối cho các cá nhân và doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, khu du lịch và điểm du lịch. Các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ họ rất ít có tiếng nói trong ngành, cho nên một người nói thì sẽ ít, không thể nào mang tới cái hiệu quả, và nhiều cái lời nói nhỏ đó nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng lớn hơn, và từ đó thì tiếng nói của những doanh nghiệp vừa và nhỏ đó nó sẽ có tác động. Đến nay, số lượng thành viên chính thức của VTF đã lên đến con số 200. Kế hoạch hoạt động từ nay đến năm 2014 của VTF sẽ chú trọng đến việc gia tăng số lượng thành viên chính thức và khảo sát các sản phẩm du lịch mới nhằm mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp lẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 năm 2013, tại Trung tâm Triển lãm SECC Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về công nghệ chiếu sáng LED OLED lần thứ 3 tại Việt Nam, Lighting World 2013. Lighting World là triển lãm thương mại có tốc độ phát triển nhanh nhất hàng năm trong lĩnh vực đèn LED, chiếu sáng trong kiến trúc và thương mại. Triển lãm sẽ tiết lộ các xu hướng chiếu sáng mới nhất được cập nhật trên thị trường và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo nhất trên trang web. Triển lãm dự kiến sẽ có khoảng 250 đơn vị tham gia với khoảng 8.000 m2 diện tích trưng bày và hơn 10.000 khách tham quan từ các thị trường trong và ngoài nước.
Vừa qua, hệ thống bán lẻ FPT Shop thuộc công ty cổ phần kỹ thuật số FPT, FPT Retail đã khai trương cửa hàng mới tại đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng thứ 16 của FPT Shop trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhân tháng khai trương, FPT Shop Thủ Đức cũng tổ chức thêm nhiều chương trình khuyến mãi như thu máy cũ, đổi máy mới với trợ giá đến 15%, bảo hành cho các phụ kiện hoặc đổi trả cho khách hàng nhiều loại điện thoại, máy tính bảng sau 1 năm sử dụng. Hệ thống bán lẻ FPT Shop là nơi cung cấp các loại điện thoại, máy tính bảng, laptop chính hãng. Đây là hệ thống trung tâm bán lẻ đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. Sau 6 năm hoạt động, hệ thống FPT Shop liên tục phát triển cả về chất lượng dịch vụ lẫn về số lượng trung tâm bán lẻ. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, Hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm quốc tế về thực phẩm và đồ uống và triển lãm quốc tế về công nghệ chế biến bao bì thực phẩm và đồ uống lần thứ 17. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên, đảm bảo mục tiêu mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường trong lẫn ngoài nước. Sau 25 năm hình thành và phát triển, vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Lan đã tham gia giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại triển lãm. Hoàng Lan là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp các loại thực phẩm cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng thế giới của Pháp và EU. Được khách hàng trong nước đánh giá cao về chất lượng và sự tiện dụng của các sản phẩm như phô mai, bơ, sữa, pate, mứt, kem sữa tươi. Trong cái quá trình 25 năm hình thành và phát triển của công ty Hoàng Lan trong lĩnh vực thực phẩm, thì cái yếu tố hàng đầu của công ty Hoàng Lan là cái chất lượng sản phẩm, có cái giá trị dinh dưỡng cao của những cái thương hiệu nổi tiếng và cái uy tín của thế giới, đặc biệt là cái giá cả nó phải phù hợp với thị trường Việt Nam. Thì trong tương lai Hoàng Lan sẽ tiếp tục nhập một số sản phẩm mới, ví dụ như phô mai 8 miếng của Đề Sư Đăng hiệu Avita, sản xuất tại Pháp, nó bổ sung vitamin A và D. Các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nguyên chất, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiện dụng và phù hợp nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Gia đình tôi thường xuyên chọn mua những cái sản phẩm của công ty Hoàng Lan cho những cái bữa ăn hàng ngày, giá cả phù hợp, đặc biệt là giá trị dinh dưỡng và sự tiện dụng rất cao trong những bữa ăn hoặc là khi đi du lịch. Sản phẩm của Hoàng Lan đang được phân phối hầu hết tại các trung tâm siêu thị lớn như Metro, Big C, Sài Gòn Co-op, Maximart và các hệ thống trung tâm bán lẻ trên toàn quốc. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tham gia nhiều chuỗi xúc tiến thương mại, đa dạng hóa sản phẩm thông qua các nhà cung cấp mới từ thị trường quốc tế. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra 3 triển lãm lớn về y dược. Triển lãm thu hút 416 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị y tế Phương Nam cũng tham gia vào triển lãm này. Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Phương Nam đã cung cấp lắp đặt hàng nghìn hệ thống máy móc thiết bị y tế chuyên dụng hiện đại. Đặc biệt là các thiết bị dùng trong chẩn đoán hình ảnh như máy siêu âm, máy X-quang, máy đo loãng xương của các thương hiệu nổi tiếng như Samsung Medicine và AQDXA. Nhờ đội ngũ kỹ sư được đào tạo đúng chuyên ngành về thiết bị y tế ở trong và ngoài nước và không ngừng được nâng cao tay nghề, công ty đã từng bước hoàn thiện để trở thành nhà cung cấp trang thiết bị y tế có uy tín trên thị trường. Hiện nay công ty đang có nhiều chương trình hậu mãi cho khách hàng với sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Thưa quý vị, với vai trò là nhà đầu tư nước ngoài có nhiều kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, tập đoàn Microsoft đã có những tầm nhìn mới, những chiến lược đối với ngành phần mềm, cũng như là các giải pháp công nghệ thông tin rất ấn tượng tại Việt Nam. Ngày hôm nay, nhân chuyến làm việc của ông Cesar Senoda tại Việt Nam, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với ông. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông, rất vui vì ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Dear sir, first let me say thank you for your obsession to our program today. Thưa ông, là Chủ tịch của Microsoft châu Á-Thái Bình Dương, ông nghĩ sao về môi trường đầu tư Việt Nam? Cảm ơn vì đã mời tôi đến tham dự cùng các bạn. Đầu tiên, Việt Nam là đất nước đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng, một đất nước tuyệt vời. Như đã nói, tôi hiện đang chịu trách nhiệm khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vai trò của tôi là dẫn dắt công việc kinh doanh của Microsoft trong khu vực. Nhiệm vụ cơ bản của chúng tôi là phát triển những tiềm năng cho khách hàng, đối tác và dĩ nhiên cả thế giới, và trong trường hợp này là thông qua những thiết bị và dịch vụ. Vietnam IT industry
Ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đang phát triển rất nhanh và mang đến nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin như Microsoft. Xin ông cho biết những nhân tố nào giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành công nghệ thông tin Việt Nam? Vâng, rất thú vị. Như bạn biết đấy, chúng tôi đã đầu tư vào Việt Nam 16 năm rồi. Chúng tôi có sắp xỉ 100 nhân viên Microsoft và 500 đối tác địa phương. Chúng tôi đã đầu tư hơn 80 triệu đô la Mỹ vào thị trường Việt Nam trong năm vừa qua. Vì thế, chúng tôi đã trở thành một phần trong hành trình phát triển ngành công nghệ thông tin của cho Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam. Bạn biết đấy, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Và điều tiếp theo tôi muốn nhắc đến là những doanh nghiệp vừa và nhỏ và cách nào khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở nên hiệu quả nhất và cạnh tranh nhất. Cuối cùng là vấn đề nhân sự địa phương và làm cách nào chúng tôi đầu tư hiệu quả vào giáo dục để đào tạo những con người giỏi hơn và có kỹ năng trong thị trường sắp tới. Microsoft sẽ hỗ trợ quá trình thúc đẩy này như thế nào? Đầu tiên và quan trọng nhất là vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi đã mở một văn phòng mới, một cột mốc lớn đối với chúng tôi. Tiếp theo là hợp tác với nhà nước và xây dựng một kế hoạch xung quanh đó. Chúng tôi rất tự hào thông báo một kế hoạch quốc gia với năm mảng chính, tập trung vào thiết bị và dịch vụ. Trong tháng tới, chúng tôi sẽ khởi động Office 365 với dịch vụ đám mây. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối được với công nghệ mới này, và công nghệ này sẽ giúp họ có sức cạnh tranh hơn. Một trong những điều quan trọng tôi muốn chia sẻ đó là chúng tôi kinh doanh thông qua các đối tác. Điều đó có nghĩa là 500 công ty địa phương ở Việt Nam sẽ kinh doanh cùng với chúng tôi. Như ông đã biết, chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu và kế hoạch đầy tham vọng để biến Việt Nam thành một đất nước công nghệ thông tin tiên tiến vào năm 2020. Vậy Microsoft có chiến lược gì trong việc giúp đỡ chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu này? Vâng, thực sự đó là một kế hoạch đầy tham vọng, và chúng tôi là một phần trong kế hoạch đó, như là một thành viên chịu trách nhiệm chính trong ngành công nghiệp này. Ở Việt Nam có hơn 17 triệu sinh viên, và khi nhìn vào tổng thể dân số, có thể nói đây là một tiềm năng lớn. Trong năm tới, chúng tôi dự đoán những kỹ năng công nghệ thông tin tổng quát và số người hiểu biết và sử dụng về công nghệ thông tin sẽ nhiều hơn, và nguyên nhân của điều này, theo số liệu, tổng dân số của Việt Nam có hơn 91 triệu người. Tuy nhiên, còn có nhiều SIM card hơn cả dân số. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy lượng sử dụng dịch vụ đám mây, Internet sẽ tăng trong năm tới. Ông hãy chia sẻ kế hoạch của Microsoft tại Việt Nam trong thời gian tới. Như bạn biết, chúng tôi đã hợp tác với Nokia trong năm vừa qua, và sắp tới Windows Phone sẽ được phát triển hơn nữa tại Việt Nam, và chúng tôi mong chờ một sự phát triển mạnh mẽ trong khu vực, với nhiều ứng dụng hơn, cũng như những nhà lập trình của chúng tôi, cùng với các đối tác địa phương sẽ phát triển các ứng dụng với Windows Safe Tablet, Windows Safe Phone. Chúng tôi mong sẽ nhìn thấy những thành tựu về dịch vụ, các công ty sẽ sử dụng dịch vụ đám mây để giúp họ tiết kiệm chi phí và đồng thời kết nối được với công nghệ hiện đại nhất một cách tiết kiệm nhất. Nhờ đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ không còn phải phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin lớn và phức tạp. Và trong năm tới, bạn sẽ thấy Microsoft ở Việt Nam hợp tác cùng nhà nước trong kế hoạch công nghệ thông tin và phát triển các gói dịch vụ và thiết bị của mình. Doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm, sự kết đôi có thể làm thay đổi thế giới. Để tạo nên sự kết đôi quyền lực ấy, doanh nghiệp thường tự hỏi, làm thế nào để lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư mạo hiểm? Còn nhà đầu tư mạo hiểm lại hỏi rằng, đâu là những ý tưởng đáng để rót vốn? Bộ ba cuốn sách về đầu tư mạo hiểm mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay sẽ nói rõ hơn về mối quan hệ quyền lực giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong cuộc chơi đầu tư mạo hiểm. Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm như trò chơi bập bênh. Doanh nghiệp và nhà đầu tư ở hai phía đầu của bập bênh không có sự đối kháng hay thắng thua. Hai đầu bập bênh phải cùng tìm ra quy luật để cuộc chơi không kết thúc và trở nên thú vị hơn. Cuốn sách đầu tiên trong bộ ba cuốn sách về đầu tư mạo hiểm mang tên Cuộc chơi khởi nghiệp. Cuốn sách được viết bởi nhà đầu tư mạo hiểm Bill Draper. Ông là thế hệ thứ hai của một gia đình được cho là biểu tượng huyền thoại về đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon. Cả cuốn sách là một cuộc chơi dài của ba thế hệ nhà Draper. Ở đó có những hồi ức lần đầu khởi nghiệp thất bại của người cha, những phân tích chiến lược của tác giả và một hướng đi mới táo bạo của người con trai tên Tim Draper. Đầu tư mạo hiểm với nhà Draper không chỉ là vấn đề tài chính, đó còn là niềm đam mê và cuộc chơi bập bênh cân não. Qua cuộc chơi thú vị đó,
các doanh nghiệp phần nào có câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để lọt vào mắt xanh của một nhà đầu tư mạo hiểm. Khi đã lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư mạo hiểm, câu hỏi tiếp theo của các doanh nghiệp là làm thế nào để chơi trò chơi bập bênh hiệu quả khi ở phía đầu bên kia bập bênh là một nhà đầu tư mạo hiểm lão làng. Và cuốn sách thứ hai mang tên Đầu tư mạo hiểm của Brad Fred và Jason Mandelson sẽ định hướng cho các doanh nghiệp điều đó. Đây không hẳn là một cuốn sách đơn thuần, mà dường như là một cuốn giáo trình với những hướng dẫn cụ thể về bản điều khoản đầu tư, các vấn đề pháp lý hay kỹ năng đàm phán. Cuốn sách cũng chỉ ra rằng khi chấp nhận trò chơi bập bênh, các doanh nghiệp phải luôn đối mặt với những áp lực lớn để vừa làm hài lòng người đang ở phía đầu kia bập bênh, vừa đi đúng định hướng của công ty mình. Cuốn sách thứ ba của bộ ba cuốn sách mang tên Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm được viết bởi Jeffrey Bursgang. Ông là cộng sự chính của một quỹ đầu tư quản lý khoảng 500 triệu đô la. Cuốn sách này một lần nữa nhấn mạnh sự kết đôi quyền lực giữa doanh nghiệp, chủ đầu tư trong trò chơi bập bênh. Cuốn sách chính là những chia sẻ quý giá từ kinh nghiệm của Jeffrey Bursgang sau nhiều năm trực tiếp tham gia vào cuộc chơi bập bênh mạo hiểm. Rõ ràng, cuộc chơi bập bênh mạo hiểm không phải là một trò dễ chơi. Tuy nhiên, nếu hiểu được quy luật và thành công trong trò chơi này, thì doanh nghiệp và nhà đầu tư hoàn toàn có thể thay đổi cả thế giới. Những tên tuổi lớn đã thành công nhờ vốn đầu tư mạo hiểm như Yahoo, Apple, Google hay Facebook đã chứng minh điều đó. Trong tháng 7 vừa qua, Nghị định số 52 về thương mại điện tử đã chính thức có hiệu lực. Nghị định này được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý minh bạch cho các giao dịch điện tử sau khi xảy ra nhiều vụ lừa đảo thông qua thương mại điện tử trong thời gian qua. Giữa năm 2012, dư luận và báo chí xôn xao về website mua bán 24. Website này được lập ra không nhằm mục đích mua bán online mà chủ yếu là mua suất, kêu gọi, lôi kéo người tham gia đóng tiền để hưởng hoa hồng. Khi Nghị định 52 về thương mại điện tử có hiệu lực, các website có hình thức hoạt động như mua bán 24 sẽ nằm trong nhóm 4 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thương mại điện tử. Nghị định này cũng quy định hai hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử gồm website bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Thêm vào đó, công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử sẽ thông qua hình thức online. Theo đó, thông tin về các chủ thể, các website điện tử đều công khai trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử do Bộ Công Thương quản lý. Đồng thời, cổng thông tin này cũng là nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về các website thương mại điện tử có hành vi vi phạm để kịp thời xử lý. Với một hình thức kinh doanh vốn phức tạp như thương mại điện tử, Nghị định 52 ra đời được kỳ vọng sẽ lấy lại được niềm tin của người tiêu dùng với hoạt động này. Các doanh nghiệp cũng hy vọng rằng Nghị định này sẽ góp phần tạo một hành lang pháp lý minh bạch cho các hoạt động giao dịch điện tử. Để quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về Nghị định 52 về thương mại điện tử, chuyên mục Góc luật sư đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Dũng, trưởng đại diện phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Xin chào ông, rất cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, theo Nghị định 52 về thương mại điện tử, thì các website thông qua các hoạt động thương mại điện tử để lôi kéo người tham gia và hưởng hoa hồng từ những hành vi đó thì sẽ bị cấm. Ông có thể nói rõ hơn về quy định này được không ạ? Lần đầu tiên thì Nghị định thương mại điện tử 52 thay thế nghị định cũ năm 2006 cũng kịp thời khi đưa vào một số những cái hoạt động phát sinh biến tướng trong quá trình kinh doanh hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, thì trong đó có hình thức là lôi kéo hưởng hoa hồng, một cái dạng mà chúng ta có thể nói là giống như các hoạt động đa cấp ở trên môi trường truyền thống, nhưng trên đây là họ đưa lên trên mạng và thực sự là không kinh doanh một mặt hàng cụ thể mà chỉ dùng để trả hoa hồng cho những người tham gia, và cái hoạt động đó là hoạt động được quy định là cấm trong kinh doanh thương mại điện tử. Ngoài những hành vi trên thì còn có những hành vi nào khác cũng bị cấm trong Nghị định 52 này không ạ? Thì chắc chắn là có những cái hành vi khác như là dùng hoạt động thương mại điện tử để bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc là những cái hàng mà chúng ta thừa biết là trên hoạt động kinh doanh truyền thống còn không được kinh doanh, thì chắc chắn là trên thương mại điện tử cũng cấm. Hơn nữa thì trong đây cũng có một cái hoạt động nữa là hoạt động chứng thực, xác thực, cũng giống như là những cái hoạt động mà chúng ta đưa ra những cái nhãn tín nhiệm để bình chọn cho website này và xác thực cho website kia. Thì nếu như chúng ta không đăng ký hoặc là không xin phép bên Cục Thương mại Điện tử, Bộ Công Thương,
thì coi như hành vi của nó cũng là bị cấm. Nghị định này cũng quy định rằng các doanh nghiệp website mà bán hàng thì cần phải thông báo trực tuyến với Bộ Công Thương. Thế thì ông có thể nói rõ hơn điều này để giúp các doanh nghiệp cập nhật cũng như nắm rõ về quy định này được không ạ? Đây là cái hoạt động mà dịch vụ công cấp 4, tức là hoàn toàn trên trực tuyến. Thì Cục Thương mại Điện tử của Bộ Công Thương đã đưa lên trên cái trang gọi là online.gov.vn. Thì chúng ta nếu như chúng ta bán hàng thì chúng ta chỉ cần thông báo, thủ tục rất đơn giản và chúng ta hoàn toàn làm trên online. Và hiện nay thì tôi thấy cái việc lên đăng ký rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta đăng ký một tài khoản, thì nếu như cá nhân cũng có thể đăng ký được, thương nhân cũng có thể đăng ký được và doanh nghiệp cũng có thể đăng ký được. Sau khi đăng ký xong thì cục sẽ duyệt cho mình cái tài khoản đó để xác thực coi đúng của mình là cái người để đăng ký đó hay không. Sau đó chúng ta bắt đầu đưa những website mà chúng ta bán hàng thì gọi là thông báo, và cục cũng trả lời hoàn toàn trực tuyến cho chúng ta. Việc đó rất đơn giản và công bố trên website của online.gov.vn. Việc giúp cho các doanh nghiệp đăng ký qua mạng như vậy sẽ giảm thiểu được rất là nhiều thời gian đối với doanh nghiệp. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký trực tuyến các thông tin, thì Bộ Công Thương cũng cho biết đã ban hành một trang web để tiếp nhận các ý kiến thông tin từ người tiêu dùng về các website thương mại điện tử có hành vi vi phạm. Thế thì đây được xem là một hướng đi nhằm bảo vệ cho người tiêu dùng. Như vậy thì đối với những website mà bị phản ánh như vậy thì nhà nước chúng ta có những cái quy định như thế nào để xử lý các website đó không ạ? Nghị định 52 cũng là một cái nghị định rất táo bạo trong cái việc là nêu danh tánh hoặc là cái nơi tiếp nhận để cho những người tiêu dùng báo xấu, tức là báo những cái vi phạm về những cái hình thức hoạt động kinh doanh. Trước kia thì một số những cái website hoạt động trên thương mại điện tử có những cái làm ăn không đàng hoàng, không chính thống, thì người tiêu dùng cũng phải đi tìm rất là nhiều kênh để khiếu nại, có thể là qua hiệp hội thương mại điện tử hoặc là đến sở tin truyền thông, đến thanh tra. Nhưng mà lần đầu tiên thì chúng ta thấy rằng cái nghị định 52 cũng nêu rõ rằng những cái vi phạm đó, và Cục Thương mại điện tử cũng đưa cái website mà chúng ta đăng ký trong đó có cái phần gọi là báo vi phạm, thì người tiêu dùng có thể thông qua để báo cái vi phạm lên trên đó. Dĩ nhiên để báo vi phạm ai đó chứ không phải là để cạnh tranh không lành mạnh hoặc là để làm những cái chuyện xấu trục lợi, thì đội ngũ nghiệp vụ sẽ kiểm tra. Và khi xác thực được những thông tin đó thì sẽ nêu danh tánh của các doanh nghiệp có vi phạm, sẽ đưa lên trên trang đó. Thì tất cả mọi người đều biết rằng các hoạt động kinh doanh ở trên mạng rất là nhạy cảm. Nếu như chúng ta có một cái cơ quan quản lý nhà nước và công bố cái website đó là không lành mạnh hoặc là những cái website đó có những cái vi phạm cần phải sửa đổi, bản thân cái người vi phạm khi đã bị xử lý và đưa lên trang đó thì cũng sẽ làm rất là nhiều cái biện pháp để làm sao để thay đổi và chứng minh với cục rằng chúng tôi đã xử lý được những cái vi phạm đó, và bây giờ chúng tôi trở thành một người trong sạch, giống như rửa sạch cái chuyện báo xấu đó đi, thì chắc chắn là Cục Thương mại điện tử sẽ gỡ cái tên vi phạm đó, thì các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường. Thưa ông, với vai trò là đại diện của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, quan điểm của ông như thế nào về nghị định 52 này? Thì tôi nghĩ rằng cái nghị định 52 lần này không hề gây bất cứ khó khăn nào cho doanh nghiệp. Nếu như chúng ta làm ăn đàng hoàng thì chúng ta thấy cái nghị định 52 này càng cần thiết hơn. Để lần đầu tiên chúng ta thấy rằng có một cái nghị định bám sát thực tế và có một cái cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những cái tiêu chuẩn để chúng ta đăng ký. Như vậy thì xác định là vàng thau. Rất rõ ràng, nếu như bạn đã được chấp nhận đăng ký và đăng ký một cái sàn do Cục Thương mại Điện tử đồng ý cho bạn đăng ký và trên đó có logo, thì gần như là bạn đã được xác thực. Và hoạt động trên thương mại điện tử thì tôi luôn luôn nói rằng thương mại điện tử khác thương mại truyền thống ở chỗ là lòng tin. Nếu như chúng ta xây dựng được những cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta và chúng ta được cơ quan quản lý nhà nước xác thực, thì lòng tin của chúng ta trên thương mại cao, thì lúc đó khách hàng sẽ chọn chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều về buổi trao đổi ngày hôm nay.
quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu doanh nhân kỳ này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi thư vào địa chỉ email nhịpcầudoanhnhan@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9:45 sáng thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV9.